Xin chào anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Và ngày hôm nay bên cả anh em tiếp tục xả hàng cho anh em thiết bị vang cơ lai số rất là chất lượng. Đây là dòng vang JBL S8 Plus cơ lai số, là một trong những mẫu sản phẩm vang đang rất là thịnh hành tại cả anh em. Rất nhiều anh em nhận đơn hàng này về và sử dụng nâng cấp về âm ly và cảm thấy rất là hài lòng. Và dòng sản phẩm vang JBL S8 Plus giá chỉ có 1.200.000 đồng thôi. Đây cũng chắc chắn sẽ là một mức giá thành mà các anh em nên cân nhắc để nâng cấp vào dàn máy, bởi vì đây là một mức giá phổ thông, giá bình dân mà ai có thể chơi và mua lựa chọn được. Với dòng vang JBL S8 Plus, đây là một phiên bản mà không nên bỏ qua. Nếu như các anh em đang nâng cấp từ âm ly sang sử dụng vang, hãy lựa chọn và ghép đồ cho em thiết bị vang nhẹ và phòng ăn gia đình làm sao cho phù hợp nhé. Xin giới thiệu lại một nữa cho anh em JBL S8 Plus, dòng vang cơ lai số đứng top thịnh hành. Ngay bây giờ thì anh em đi tìm hiểu chi tiết hơn nữa công dụng, tính năng, chất âm đến từ dòng vang này nhé các bác. Thiết kế giao diện hình thức thì quá quen thuộc đúng không ạ? Phiên bản phay nhôm màu đen, có mặt hình LCD lớn. Là máy chính diện trung tâm là ba phím chiết áp âm lượng tổng, đó là mic, effect và nhạc. Ba phím âm lượng tổng, làm ngay góc tay phải màn hình sẽ là các phím tính năng chỉnh tay, echo, reverb, các dạng bass chung chép. Đấy. Rất nhiều tính năng được tích hợp trên dòng vang JBL S8 Plus mà các anh em thao tác cực kỳ đơn giản. Đây là dòng vang cơ lai số, là chỉnh tay, âm thanh số nhận lại. Đã không cần phải chỉnh qua máy tính phần mềm phức tạp, không cần phải thuê thợ về chỉnh. 1.200.000 đồng là bên em bao trọn gói cho các bác, từ cái tính năng bên em cài này, đấy, cho các cái dây rắc bên em hỗ trợ tặng thêm kèm này, và miễn phí ship cho bác nữa. Như vậy là 1.200.000 đồng và nhận hàng về là sử dụng được ngay, không cần phải đặt khó khăn gì trên máy cả. Các bác nhận hàng bạn cho em ba phím chiết áp đây, em đã nhắc qua cho anh em ở đầu video. Âm lượng tổng mic, ký hiệu là mic ở dưới này, đấy, chúng ta vắt âm mic lên, các bác nhìn thấy trên mặt mình nó sẽ hiển thị ngay chế độ âm lượng tổng mic, effect vang nhạc, âm lượng tổng nhạc, ba phím chiết áp volume, là máy chính diện trung tâm ở đây, rất dễ dàng nhận biết. Đấy, còn lại các tính năng chỉnh cơ bên em sẽ hỗ trợ setup và cài đặt trước. Các bác muốn tinh chỉnh là sẽ sử dụng một chiếc tô vít hai cạnh nhỏ có đi kèm trong hộp, và chỉnh cho em của dạng echo bao gồm delay, repeat cho dạng vang nhạc. Thì ống reverb sẽ có reverb time, reverb âm lượng tổng, cắt tần số cao reverb. Đấy, thêm có dạng bass chung chép, phần mic, phần nhạc, bass chép của effect, chế độ sub. Tất cả hiệu ứng tính năng là các bác anh em có thể tự mình cài đặt và tự mình tinh chỉnh được ngay, không có gì khó khăn cả. Sau vài lần sử dụng là bên em sẽ các anh em có thể tự mình tinh chỉnh và cài đặt được, còn bên em sẽ hỗ trợ setup cài đặt trước cho các bác. Ra sẽ có một chiếc mặt hình LCD mà em đã nhắc luôn anh em ở đầu video rồi, và sẽ hiển thị tất cả chức năng thông số, ký hiệu số, chế độ âm lượng tổng và chế độ lấy tín hiệu nhà. Dòng vang này thì được tích hợp đầy đủ chế độ lấy tín hiệu để anh em cấp nhà qua đường cộng hiện đại, USB, cổng quang, Bluetooth, đường aux trắng đỏ truyền thống. Anh em thể lấy tín hiệu nhà từ TV này, máy tính hoặc là điện thoại di động, cách nhấn cho em input chuyển phẩm tín hiệu này. Em tức cái mặt màn hình nó sẽ hiển thị các chế độ của anh em đang lấy tín hiệu, cấp tín hiệu. Khi ra cấp được tín hiệu nhạc vào thì nó có sẽ một cái dạng đèn led tín hiệu để anh em biết rằng là chúng ta đã cấp được tín hiệu nhạc thành công hay chưa. Có thêm mắt điều khiển IR thông minh, và dòng này sử dụng chip chống hú tự động, không cần phải thao tác bằng nút nữa, nên chúng ta sẽ rất yên tâm trong việc là có khả năng chống hú cực kỳ cao trên bộ dàn máy âm thanh. Còn về phần chất lượng thì ngay bây giờ của anh em lắp tai nghe và trải nghiệm tiếng chất âm đến từ dòng vang JBL S8 Plus. Ở đây thì em sẽ sử dụng một bộ mic dây rẻ tiền và của anh em test tiếng chất lượng âm thanh đến từ dòng vang này nhé. Các bác cũng có thể là sử dụng mic dây hoặc là mic không dây, đặt cắm cho em thiết kế phía mặt sau thôi, và lắp tai nghe trải nghiệm âm thanh đến từ S8 Plus nào. Vâng, đây 1 2 5 6 7 8 9 7. Đây 1 2 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 cái chất âm đến từ JBL S8 Plus ạ. Quả thật đây một con mic không dây, à con vang cơ lai số mà có cái độ âm thanh cực kỳ tốt, mà khi mà chúng ta sử dụng kể cả mic dây thôi, các bác thấy không, âm thanh nó thoát tiếng rất tốt, khỏe khoắn, giải bass chung chép đúng không ạ? Mang lại cho anh em chế độ âm thanh nịnh tiếng, dễ hát, giải echo, hiệu ứng reverb chuyên nghiệp đổ vào giọng hát thật của anh em, bass chung chép mang lại cho anh em chất giọng âm thanh khỏe hơn, giọng của anh em sẽ thấy là nó lộ lực ra, âm thanh hiệu ứng vang nhại thì nó rất mượt, rất là ngọt ngào khi chúng ta hát. Đấy, có hiệu ứng âm thanh echo hỗ trợ thêm rồi, hiệu ứng reverb càng chuyên nghiệp nữa. Đây là một cái dòng vang cơ lai số và chỉnh tay với chất âm rất hay. Các bác nghe thử âm thanh các bác sẽ thấy ngay, nó luột hơn, ngọt hơn so với âm đi rất là nhiều, và cộng thêm rất nhiều tính năng hiện đại nữa, mang lại cho phòng ăn tình của anh em sự chuyên nghiệp và sang trọng. Và nếu như anh em đã có nhu cầu cần mua vang cơ lai số giá rẻ, và có thể tham khảo ngay đến dòng vang phổ thông của quốc dân này, JBL S8 Plus giá chỉ 1.200.000 đồng, bao phí ship toàn quốc, bảo hành 12 tháng. Lỗi 1 đổi 1 trong 30 đồng, nhận hàng kiểm tra thử hàng thanh toán. Và video em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp các anh em ở những video tiếp theo của em Tùng Audio Hải Dương nhá. Xin chào các bác.